Good evening quý vị, hãy cùng mình đang có mặt ở quảng trường đường Hoa Nguyễn Huệ Sài Gòn tối ngày 12 tháng 12 2017, và đây là tòa nhà Sun West Tower. Ở đây có cà phê vỉa hè để gì ta uống đông lắm. Ở đây góc đường Nguyễn Huệ với lại Tôn Thất Hiệp. Bây giờ khoảng 10 giờ đêm nữa vậy thì thấy ta còn đi chơi dọc theo đường Nguyễn Huệ. Và hôm nay chỉ còn 2 tuần nữa là đến, chưa tới 2 tuần tới Noel rồi. Bà con đi dạo phố vẫn còn đông đúc nè. Và mới tối hôm qua còn dạo đêm ở Phú Quốc, bây giờ đã có mặt ở Sài Gòn rồi vậy. Đây là khách sạn Sài Gòn Palace, và góc bên kia đó là đầu đường Nguyễn Huệ đó. Đây là khu tập trung của người dân Sài Gòn buổi tối đi ra khu downtown chơi nè. Đó, mời quý vị theo hãy cùng mình đi dạo một vòng downtown Sài Gòn xem không khí chuẩn bị Giáng sinh như thế nào nha. Mời quý vị. Thời tiết Sài Gòn hiện nay đang tốt quý vị, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ giờ khoảng 27 độ C. Và bên phải đây là đường Huỳnh Thúc Kháng, có rất nhiều tiệm trà, trà sữa vậy, thu hút thanh niên rất là nhiều nè. Muốn uống trà phải xếp hàng đó. Và đây là cà phê Starbucks, thương hiệu của Mỹ về Sài Gòn mấy năm nay nè quý vị. Bên phải đây là khách sạn Sài Gòn Ritz. Đó, về đến Sài Gòn là đông đảo cái gì ha. Rồi bên phải là đường Ngô Đức Kế. Trưa hôm qua còn đi dạo khu rừng già Phú Quốc, vắng vẻ hoang vu sợ sệt. Bây giờ về giữa phố xá đông vui nè, thì thấy như con chim. Cái gì nhớ đi chợ Gành Dầu không? Chợ Dương Đông hồi sáng, bây giờ đã dạo một vòng Nguyễn Huệ. Đây nhìn thẳng vô đường Nguyễn Huệ ban đêm nữa vậy, lên đèn. Cái gì xem bên phải đây mấy cái building họ trang trí Noel đẹp này. Bên phải là đường Ngô Đức Kế. Đây là Giáng sinh Noel vui lắm quý vị, có tổ chức mấy sự kiện văn nghệ đó. Đây khách sạn Sài Gòn Palace, bên phải là đường Mạc Thị Bưởi. Quý vị xem những cảnh này đỡ nhớ Sài Gòn by night, Sài Gòn về đêm ha. Đây ngã tư với đường Lê Lợi gì, bên phải là cái siêu thị Vincom đó.
bên tay trái là khách sạn Red này, trang trí Duen làm hang đá đẹp không? Đó, và phía trước gì đây là tòa đương chính, bây giờ là tòa nhà ủy ban. Dòng qua đường Lê Thánh Tôn đi xuống chợ Bến Thành, đi chợ đêm Bến Thành cho gì xem nha. Rồi bên trái đây là đường Pasteur, từ xưa giờ nó vẫn giữ là đường Pasteur cái gì, không có thay đổi đó. À, tối buồn buồn là chạy xe dạo một vòng downtown rồi về ngủ cái gì, đó là niềm vui á, để thấy cuộc sống của Sài Gòn. Rồi đi ngã tư với đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, ngày xưa là đường Công Lý nè, vì thấy bên kia họ trang trí Noel nó đẹp hơn. À, này là cái sân sau của thư viện quốc gia ngày xưa, bây giờ là thư viện tổng hợp cái gì. Cái treo đèn Noel. Wow. Xôi ngon á. Rồi từ từ đến chợ Bến Thành ha. Đây nhớ bữa đi chợ đêm Dương Đông, bây giờ là đi chợ đêm Bến Thành hay gì. Đó, lớn gấp mấy lần chợ Dương Đông cái gì. Bán đồ lưu niệm, áo in hình Việt Nam, vậy bán đồ ăn đồ uống cái gì. Rồi thấy khách người Mã Lai, người Tây nói đi dạo nè. Đây xích lô Sài Gòn cái gì. Đó, về Sài Gòn cái gì nhớ đi thử xích lô, cảm giác Sài Gòn xưa. Đó, chợ đêm Bến Thành đó gì. Khu này là bán đồ lưu niệm, còn cái hông bên kia là bán đồ ăn. Đó, đây cổng trước chợ Bến Thành đó gì. Wow. Đó, gì thấy không? Hôm bữa là đi chợ Dương Đông, đây chợ Bến Thành nè. Rồi, Hải Cơ Minh đã đứng trước chợ Bến Thành để gì? Để quay cho gì xem, mới hôm qua còn ở chợ Dương Đông đó. Đây nhìn bên trong chợ tối người ta đóng cửa nè. Đó, đây là hành lang lối đi nè gì? Dọc theo chợ Bến Thành đó. Và xa bên kia là tòa nhà Bitexco, tòa nhà cao nhất Sài Gòn. Rồi phía trước đây là đường Hàm Nghi. Đây là ngày xưa công trường Quách Thị Trang ấy, bây giờ đang làm cái đường hầm tàu điện đó. Và đây là phía trước chợ Bến Thành nè. Và thẳng vào phía trước đó là đi về khu Phạm Ngũ Lão, Tây Ba Lô, Đề Thám á gì.
Thái Cao Minh trực tiếp chợ Bến Thành đêm ngày 12 tháng 12 2017 trong không khí Sài Gòn chuẩn bị đón Noel Giáng sinh nè. Ok, hẹn gặp lại quý vị clip tiếp theo nha. Thank you quý vị. Good night. See you.